J-Hope BTS tung MV đậm chất đường phố tặng fan trước khi nhập ngũ, thành tích giờ đầu ra sao? Đây có thể xem như món quà mà thành viên BTS tặng fan trước khi lên đường nhập ngũ. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 3 tháng 3, giờ Việt Nam, thành viên nhóm BTS là J-Hope đã tung ra single On The Street kết hợp cùng J-Cou. Đây được coi là sản phẩm cuối cùng của nam idol trước khi lên đường nhập ngũ. On The Street là bản hip hop lo mà cá nhân J-Hope đã tham gia sáng tác. Mang lại thông điệp hy vọng và ấm áp, từ street trong tiêu đề bài hát mang lại nhiều cảm xúc khác nhau, nói về khởi nguồn của j hope với street đen và cũng chứa đựng nhiều mồ hôi. Nước mắt cũng như sự nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu. Sau gần 2 giờ ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng đạt gần 1.3 triệu lượt xem trên YouTube, đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của 20 quốc gia, ở bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn, On The Street debut ở hạng 7 Bắc, hạng 72 Melon Top 100. Hạng 94 Jenny và chưa xuất hiện trong flo